Nó gọi sao đây? Xuân lạ. Lơ. Thằng nào đây? Mày nói to lên thế nào? Xí nào? Bác, ôi bác Xí ạ? Dạ không phải, em xóm em nó chập chờn em không nghe. Vâng em xin lỗi. Dạ sao ạ? Vân đâu? Đủ lâu đấy. Lúc nãy em gọi, thấy hớn hở lắm, bà sắp về. Sắp về được 2 tiếng rồi, gọi lại sao? Ừ nhờ. Anh ơi, anh bật nguồn rồi à? Anh ơi, em Trùng Châu đây. Cái Vân đâu? Cái Vân đâu? Vân đang đi mua đồ, chắc sắp về rồi. Nó đi mua đồ anh ạ, nó sắp về rồi. Nó... Nó... có bị sao không? Có mỗi mình anh sao thôi. Tí nữa thì chụp cái ảnh 46 phiên bản A4 đặt lên trên cao. Thôi, em bảo này. Em vừa mua được bát cháo này, đó là nhất Việt Nam luôn. Anh ăn vào phát thì cho nó mã hồi nhá. Đã ăn được đâu? Sao? Bác sĩ bảo thế. Ồ, chứ không ăn được thì nhịn đói à? Thế em ăn nhá. Anh đau lắm à? Bác sĩ đưa thuốc giảm đau, để em lấy cho anh nhá. Không cần đâu. Phi bị bắt chưa? Đằng nào thì bóc lịch. Ừ, truy nã toàn quốc cơ mà anh. Để bắt tới cái Vân giúp anh. Anh yên tâm, công an người ta can thiệp cơ mà. Tất cả có em rồi, không phải lo. À kìa, ông không ăn được cháo thì đi mua cái gì cho ông? Để đứng đấy để buồn cười thật. Ờ cật cái gì nhanh lên. Sao ạ? À thôi em bảo này, tốt nhất là bây giờ việc của anh là thở, anh thở nhiều vào nhá. Ừ, anh cứ thở đi, để em đi kiếm cái gì để về cho anh nằm nhá. Ok. Sao đấy? Ác mộng của anh ơi. Từ từ thôi. Anh mời Lão Phi. Lão ấy bắt Vân. Anh bị trói chân dưới tay, không làm gì được. Mệt thì chả mơ. Có ông nào vào viện mà ngủ ngon được đâu mà. Nhưng anh có linh cảm. Anh tìm cái gì? Điện thoại của anh. Điện thoại làm gì giờ này? Xem TikTok à? Thằng dở. Anh gọi cho Vân. Anh bị làm sao? Giờ này nó ngủ thì gọi làm cái gì? Mà ở bên đây có con chim lợn cả thằng Bảo rồi. Cả mấy thằng xí nghiệp em huy động xuống đấy là còn gì nữa. Không phải vừa lo. Bây giờ anh lo cho bản thân anh đi. Cái lúc này là cái lúc cần thở nhiều này.